Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho các bạn về một dự án được bán startup ở trên sàn gate.io nha các bạn. Như các bạn cũng biết thì những dự án startup ở trên sàn gate.io đều đã được đội ngũ của sàn đã tuyển chọn rất là kỹ lưỡng và khả năng x đôi, x 3, thậm chí x 5, x 10 tài sản rất là cao khi mà những dự án này được bán trên sàn gate và sau đấy nó sẽ được list thẳng lên sàn gate luôn nha các bạn. Ok. Để có thể mua được những cái đồng token ở trên sàn Gate thì đầu tiên các bạn sẽ có một cần phải có một cái tài khoản đã đăng ký ở trên sàn Gate. Sau đấy các bạn cần phải KYC và các bạn phải đạt tối thiểu là VIP 1 để có thể mua được những dự án startup ở trên này nhá. Đấy, để có thể đạt được cái level VIP 1 thì các bạn cần phải hold cái đồng GT, chính là đồng coin sàn của sàn Gate.io. Trong vòng 14 ngày tối thiểu là 100 cái đồng token GT. Thì các bạn có thể xem cái thông tin chi tiết ở cái phần này này. Đây, nó tính toán cho chúng ta số lượng cái đồng GT các bạn đã hold trong vòng 14 ngày tính trung bình. Đấy, thì các bạn chỉ cần tối thiểu là 100 cái đồng GT thì các bạn mới mua được startup ở trên sàn gate.io nha các bạn. Ok. Đấy, sau khi các bạn đủ điều kiện thì các bạn vào cái phần startup này. Ok, ở đây thì các bạn có thể thấy hiện tại nó đang bán một dự án là dự án cái đồng token có ký hiệu là CFG này các bạn này. Ok, thì các bạn truy cập vào. Ở đây các bạn có thể xem, ở đây là một dự án DeFi được xây dựng ở trên nền tảng của Polkadot nha các bạn. Ok, các bạn có thể xem thông tin ở đây. Thì hiện tại thì đã có hơn 5 triệu USDT được kêu gọi thành công này. Đấy. Số lượng mục tiêu ban đầu chỉ là 107.221 USDT thôi. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mua luôn nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải đủ điều kiện này, đăng ký và đăng nhập vào tài khoản gate.io. Sau đấy các bạn KYC, nó có tích xanh này có nghĩa là chúng ta đủ điều kiện này. Và các bạn sẽ phải đồng ý với các điều khoản của nó. Các bạn nhấn vào phần đồng ý ở đây thì các bạn sau đấy thì nó sẽ xuất hiện một cái tích xanh. Ok. Thì ở đây thì nó sẽ cho mua cái đồng CFG này hỗ trợ là 21.4 USDT cho một đấy cho một copper. Ok, các bạn nhấn vào place order tức là tiến hành mua. Thế ok, ở đây thì mình sẽ thử mua hai copy xem. Các bạn để ý nhá, một copy sẽ là 21 USDT, tức là hai copy nó sẽ rơi vào tầm 42 USDT nhá. Và một copy các bạn sẽ mua được số lượng CFG này. Các bạn nhấn place order này. Các bạn nhấn confirm này. Sau đấy thì các bạn nhập cái captcha của nó cho nó chuẩn nhá. Đấy. Đấy, sau khi mà các bạn mua thành công thì nó sẽ hiển thị như thế này. Đấy. Đấy thì sau khi kết thúc cái chương trình thì nó sẽ phân phối cái đồng token về trên ví của sàn Gate và sau đấy các bạn có thể quy đổi ở trên sàn Gate luôn nhá. Ok, thì như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn về cách để các bạn mua một cái dự án IDO dự án CFG ở trên nền tảng của Polkadot rất là tiềm năng nha các bạn. Hy vọng là nó sẽ x xương xương khoảng tầm x5 thôi để cho các bạn có thể tăng được tài sản của mình nhé. Hiện tại thì vẫn đã còn 5 giờ nữa để các bạn có thể vào để mua cái dự án này. Thì các bạn nhanh tay nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến Sư Phụ. Những cái gì mới nhất thì mình sẽ update video và cập nhật mới cho các bạn. Các bạn nhớ nhấn đăng ký, nhấn quả chuông để luôn được update những dự án mới nhất đến từ channel của Tiến Sư Phụ nhé. Còn bây giờ, xin thân ái, chào và hẹn gặp lại.